Hai, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra của kỳ 2. Cố gắng xem hết video để chúng ta làm bài tốt nhé. Trước hết, chúng ta ôn về phần ngữ âm. Phần này thì chúng ta phân biệt nguyên âm và phụ âm. Kỳ này sẽ không kiểm tra cho chúng ta cách đọc ED và ES. Chỉ xoáy vào hai cái là nguyên âm phụ âm thôi. Chúng ta cùng nhìn lên màn hình nhé. Thì chúng ta thấy cùng chữ viết nhưng cách đọc khác nhau. Thí dụ như although, oh, throughout, âm u, proud, âm ao. Phụ âm nè, celebrate, âm sờ nè. Nhưng mà bên đây, conserve, âm khờ. Đây, động từ đọc live, nhưng tính từ mình đọc là lively. Phụ âm tiếp, see, nhưng mà qua đây phải cong lưỡi lên, sure. Chúng ta phải lưu ý cách đọc. Thì chúng ta phải học từ vựng trong từ điển để biết rõ từ loại, cách viết, cách phát âm và cách dùng. Thì hiện giờ chúng ta có phương tiện học tập rất là thuận lợi, đó là cái mạng Internet. Các em có thể dùng điện thoại thông minh hoặc laptop của chúng ta để tra từ điển ngay trên mạng luôn, không cần phải download về gì hết. Thầy ví dụ nha, thầy chỉ chúng ta nha. Rồi, để thầy mở một cái trang. Rồi, đây, giờ mình mở thêm một cái trang ra. Rồi mình cứ gõ vô đi là Oxford. Gõ tới đây là nó bắt đầu nó hiện nè. Rồi, Oxford Dictionary nè. Rồi chúng ta vô Oxford. Oxford Learner's Dictionary nha. Rồi nó ra. Rồi ví dụ bây giờ chúng ta muốn tra từ considerate. Chúng ta gõ vô considerate. Rồi. Rồi chúng ta xem trên màn hình nè. Considerate. Đây có các cách phát âm nè, đây là phiên âm quốc tế nè. Nó có hai cái cách đọc nè, mình cứ nhấn vô. Cách đọc màu xanh này là của British Considerate. English. Rồi chúng ta đọc. Considerate. Nghe nó đọc. Considerate. 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 Cái này là của Considerate. Bắc Mỹ nè, North American nè. Considerate. Considerate. Rồi, thì mỗi cái phiên âm nó đều có cái dấu ở phía trên này gọi là dấu nhấn đó. Nó đứng trước âm nào thì âm đó nhấn. Considerate. Considerate nha. Rồi, nhấn âm 2. Rồi, chúng ta cố gắng nha. Học theo cái từ điển. Chúng ta phải tra từ để biết cách học nha. Quay trở lại bài của chúng ta. Rồi. Đó là về phần âm. Chúng ta phải cố gắng đọc được tất cả các âm. Trong cái sách giáo khoa của mình đó, mình mở ra mình đọc bài. Từ nào không biết đọc thì mình lên mạng từ điển mình gõ giống như thầy này là chị đó nha. Rồi chúng ta có các trọng tâm ngữ pháp sau. Chúng ta ôn về 8 vấn đề. Giới từ chỉ thời gian as in on. Ở cái kiểu đơn giản thôi, không bắt chúng ta phải làm cầu kỳ hay là khó khăn hơn. Thứ hai, mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Thứ ba, câu điều kiện bài 1. Thứ tư, động từ cụm. Thứ năm, mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Thứ sáu, mệnh đề liên hệ. Thứ bảy, thì và dạng của động từ. Thứ tám, mệnh đề và cụm từ. Cái phần mệnh đề và cụm từ đó giảng kỹ chúng ta để chúng ta biết cách đổi từ mệnh đề sang cụm từ và ngược lại. Nó có liên quan tới điểm ngữ pháp là because of hoặc là though, on though, even though đổi thành despite hoặc là in spite of đó nha. Chúng ta cố gắng. Rồi. Thứ nhất về giới từ chỉ thời gian thì chúng ta nhớ đơn giản thôi. Chúng ta nhớ đơn giản những cái này thôi. At dùng cho giờ, lễ hội. Thí dụ như at 6 o'clock, at noon, 12 giờ trưa, at night và ban đêm. At Tết, at Easter, at Christmas. Nhưng mà chúng ta lưu ý, thí dụ như chữ này á, mà nó có một cái từ bổ nghĩa nữa, thí dụ như on the night of, có nghĩa là nếu mà the night of, thí dụ như đêm một tây tháng giêng chẳng hạn, thì phải dùng với từ on, hoặc là vào đêm đó, on that night. Những cái lễ hội như là Tết, Easter, Christmas mà nó không có chữ D thì mình dùng S, nhưng mà khi mình có chữ D hoặc holiday vô thì mình dùng on, mình lưu ý cái này nha. Nói thí dụ như on Tết holiday nè,
on Easter Day, on Easter Sunday, or on Christmas Day. In thì dùng cho buổi tháng mùa năm, in the morning, in April, in the summer, in 2020. Rồi, on là dùng cho thứ và ngày, on Friday, on June the 1st. Nhớ tháng kể nó nhưng mà có ngày vô phải dùng on, không phải là dùng theo in nha. On September the 2nd, 1945. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Có ngày, có thứ là phải dùng on nha, lưu ý cái này. Mệnh đề trả ngữ chỉ lý do, ever crosses a reason. Thí dụ chúng ta có câu I was late because and since I got stuck in a traffic jam. Chúng ta có thể giới thiệu hoặc là bắt đầu một cái mệnh đề trả ngữ chỉ lý do bằng một trong những từ because, as hoặc là since. Tôi đã trễ bởi vì tôi bị vướng vào một vụ kẹt xe. Mình có thể đưa mệnh đề trả ngữ chỉ lý do ra phía trước, because, as, since, he didn't work hard, he got bad results. Bởi vì anh ta không hoạt động chỉ, anh ta bị kết quả tệ. Thì cái phần này chúng ta có liên quan tới phần câu đổi nghĩa nè. Cái này là dễ nha. Thí dụ như biến đổi từ because ở phía trên đó, câu A because phía trên đó, đổi thành so. I got stuck in a traffic jam, so I was late. Tôi bị mắc kẹt xe, vì thế tôi đã trễ. He didn't work hard, so he got bad results. Anh ta học hành không chăm chỉ, vì thế anh ta bị điểm xấu. Và chúng ta lưu ý cái biến đổi câu này. Dễ. Nếu mà cho ra cái này phải kiếm điểm được nhé. Câu điều kiện loại 1, conditional type 1, có nghĩa là điều kiện đưa ra và sự việc có thể thực hiện được ở hiện tại hoặc tương lai. Thì chúng ta có hai mệnh đề. Mệnh đề if, đây, mệnh đề if và mệnh đề chính. Thì mệnh đề if mình chia thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì động từ là để nguyên. Chủ từ của past tense thì mình thêm s hoặc es. Còn mệnh đề chính mình dùng chủ yếu là tương lai đơn, nhưng đôi khi tùy theo nghĩa câu mình có thể dùng các modal tương đương với will, như là may, can hoặc là have to hoặc là should tùy nghĩa. Thí dụ đây là if you work hard, I will give you a present. Đây là một người cha nói với người con, nếu con học giỏi ba sẽ tặng con một món quà. Or you can say, bạn có thể, mình có thể nói nè, you can or you may go out if you finish your work. Đây là của giáo viên nói với học sinh. Em có thể đi ra ngoài nếu em hoàn thành bài làm xong. Rồi, và cứ theo công thức đó mà mình làm ra nha. Unless là bằng if not thôi. Là if rồi chủ từ rồi mới tới not. Not này có nghĩa là gắn vào một cái trợ động từ, chứ không phải là not là để nguyên nha. Lấy câu ví dụ nè, I can't repair this computer if I don't have more time. Tôi không thể sửa chữa cái máy vi tính này nếu như tôi không có thêm thời gian. Rồi, mình thấy nè, if nè, rồi not là nó gắn vào với chữ do đó nha, là don't đó. Thì mình lấy chữ if với not thành unless, thì mình sẽ còn chữ I và trợ động từ do. Nhưng trong thể khẳng định thì trợ động từ do không cần viết. Giờ mình thấy xuống viết câu lại là I can't repair this computer unless I have more time. If not đó được gom lại thành unless. Rồi. Là một số cái biến đổi câu của nó nè. Các dạng biến đổi câu không đổi nghĩa của if thì mình có một câu mệnh lệnh chẳng hạn. Work hard and you will get success. Hãy học hành chăm chỉ đi, rồi bạn sẽ gặt hái thành công. Vậy dễ thôi. Ứng dụng cái điều kiện vô, nếu như bạn học hành chăm chỉ, if you work hard, bạn sẽ gặt hái thành công, you will get success. Hoặc work hard or you can't pass the exam. Học hành chăm chỉ nhé, không thì bạn không thể thi đậu được đâu. Thì câu với chữ or chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta đổi mệnh đề chính trái cái thể lại. Hai là chúng ta đổi mệnh đề if trái thể lại. Ví dụ đây, if you work hard thì đây trái thể nè, you can pass the exam. Nếu bạn học hành chăm chỉ thì bạn có thể đậu. Nhưng mà đây, if you don't work hard, you can't pass the exam. Đổi ở mệnh đề if, nếu bạn không học hành chăm chỉ thì bạn không thể đậu được đâu. Ngoài ra còn có một dạng nữa là phần câu C đó, thì nó sẽ khó hơn. Là chúng ta phải hiểu cái nghĩa và chúng ta chia ra làm hai mệnh đề. Một mệnh đề là if, là điều kiện đó, và mệnh đề chính. Ví dụ câu này, eating less fatty food can help you lose weight. Ăn ít thức ăn dầu mỡ lại thì có thể giúp cho bạn giảm cân đấy.
Như vậy mình thấy có hai vế: ăn ít dầu mỡ giúp giảm cân. Rồi mình lấy điều kiện đó là gì? Nếu như ăn ít lại thức ăn dầu mỡ. Như vậy mình lấy theo công thức của câu điều kiện thôi. If you eat less fatty food. Rồi mệnh đề chính, you can lose weight. Thì bạn có thể giảm cân. Nếu bạn ít ăn ít thức ăn dầu mỡ lại, bạn có thể giảm cân. Là như thế thôi nha. Thứ tư, động từ cụm là phrasal verb. Thì động từ cụm ở trong tiếng Anh là người ta lấy một cái động từ và cộng với một particle. Particle thì tiếng Việt nó có nghĩa là tiểu từ. Thì particle đó có thể là một giới từ, có thể là một trạng từ. Mình không cần phải hiểu sâu xa vậy, chỉ cần biết một động từ với một particle là thành một phrasal verb. Một số động từ cụm phổ biến thôi thì chúng ta làm quen thôi. Từ từ lên học cao thì chúng ta sẽ làm quen với nhiều động từ cụm khác nữa. Thí dụ như go on là tiếp tục nè, go out là vụt tắt, thí dụ như lửa hay là đèn nó vụt tắt nè. Go off là reo hoặc là nổ, thí dụ như đồng hồ nó báo thức nó reo hoặc là cái quả bom nó nổ, dùng go off. Look after, chăm sóc. Look up, tra từ trong từ điển đó. Look at là nhìn. Look for, tìm kiếm. Turn on là bật hoặc là mở một thiết bị lên. Turn off là tắt. Turn up là tăng lên, là tăng âm lượng rồi đó, tăng nhiệt độ lên đó. Turn down là giảm xuống, giảm âm lượng hoặc giảm nhiệt độ của một cái máy lạnh đó. Thì viết câu không đổi nghĩa, cái phần này nó đơn giản thôi. Là người ta sẽ cho những câu, những cái từ tương đương với lại cái phrasal verb đó. Thí dụ như là I will continue to study gì gì đó, không cần biết ha. Tôi sẽ tiếp tục học tập. Rồi, thì chữ tiếp tục này mình có thể thế bằng động từ là go on. I will go on studying. On là giới từ thì sao giới từ mình dùng verb in. Còn continue thì có thể dùng to verb hoặc là verb in đều được. Thì turn off the light, tắt đèn nhé. Mình có thể đổi trái nghĩa của turn off là turn on thì là don't turn on the light. Rồi. Biến đổi câu này thì đơn giản thôi nha. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sử dụng bộ adverb clauses of concession là chúng ta sẽ dùng những cái trạng từ though, on though, even though. Nha. Ba chữ này đều có nghĩa là cho dù. Rồi. Ví dụ đây, though, on though, even though I have learned English for years, I haven't been able to speak it well. Cho dù tôi học tiếng Anh mấy năm rồi mà tôi vẫn không thể nói tiếng Anh giỏi được. Ha. Như vậy là các trạng từ though, on though, even though cũng có thể đứng ở giữa câu. Đứng ở đầu câu thì giữa hai bên là mình sẽ dùng dấu phẩy. Còn đứng giữa câu thì nó đóng vai trò như là một liên từ thì mình không cần dấu phẩy nữa. Thí dụ như câu này nha. Viết lại câu đổi nghĩa thì ở cái mức độ 1 là cho chúng ta dễ thôi. Đó là đổi từ though, although, even though sang but hoặc là however. Rồi, thí dụ như đây. Though we left early, we arrived at the camp late. Chúng tôi, cho dù chúng tôi có rời khỏi sớm đi nữa thì chúng tôi vẫn đến cái trại trễ, là chúng ta đi sớm, khởi hành sớm, left để giống như là rời khỏi là đi khởi hành. Rồi, chúng ta có thể biến đổi nè. We left early, but we arrived at the camp late. Chúng tôi đã khởi hành sớm, nhưng chúng tôi lại đến buổi trại trễ. Rồi, chúng ta cũng có thể dùng however. Những lưu ý dùng however thì chúng ta phải dùng giữa hai dấu phẩy nha. Rồi. Mệnh đề liên hệ relative clauses. Cái phần này là hơi khó. Cái phần này nếu chúng ta không hiểu nghĩa của câu trọn vẹn thì sẽ làm rất vất vả ha. Do đó cần phải học từ vựng nhiều vô để hiểu được câu rồi mới xác định được là nó thế cho cái gì nha. Rồi, mệnh đề liên hệ được bắt đầu bằng một đại từ liên hệ thì chúng ta có những đại từ liên hệ là that, who, whom, which hoặc là whose. Hoặc một trạng từ liên hệ là where, when để làm rõ hoặc bổ sung nghĩa cho danh từ đứng trước. Thứ nhất là chúng ta dùng who hoặc that cũng được để thế cho một danh từ hoặc một đại từ chỉ người làm chủ từ. Thí dụ nè, she is a humorous woman. Cô ấy là một phụ nữ rất là hài hước. She often tells interesting jokes. Rồi, cô ấy là một phụ nữ hài hước. Cô ấy thường kể những câu chuyện vui thú vị. Như vậy ở đây là chúng ta thấy woman với là she nè, từ liên hệ với nhau nè. Woman là một danh từ nè. Như vậy cái đại từ liên hệ nó thế cho danh từ chỉ người và thế cho chữ she này luôn. She này đang ở vị trí chủ từ cho động từ theo nè. Thì mình sẽ dùng who hoặc that đều được. Như vậy viết lại,
She is a humorous woman who hoặc là that often tells interesting jokes. Rồi, nha. Dùng whom, cái chữ m để trong hoạt đơn có nghĩa là theo ngữ pháp truyền thống thì ngày xưa thế cho danh từ hoặc đại từ chỉ người, và làm tốt từ thì chúng ta phải dùng whom, không được dùng who. Nhưng sau này khi viết câu mình có thể dùng who, không cần dùng whom. Whom chỉ dùng trong những trường hợp mà sau này chúng ta sẽ biết thêm ở phía dưới nha. Hoặc là trong phần bài trắc nghiệm nha, có bốn đáp án ABCD mà trong đó có who, có whom, mà vị trí của đại từ liên hệ này nó là làm túc từ chỉ người thì chúng ta phải buộc dùng whom, không được dùng who nha, nhớ cái đó. Rồi ví dụ biến đổi câu nè, that's a humorous girl, her friends like her a lot. Đó là một phụ nữ, một cô gái rất hài hước và bạn bè của ta thích cô ta lắm. Thì cô gái hài hước này với lại chữ her, chữ cô gái đằng sau là một người đó. Cô gái hài hước này với lại cô ta là một người đó, là chung một người đó đó. Là chúng ta thấy her này đứng sau động từ bạn bè thích. Chủ từ là her friends, là bạn bè cô ta thích cô ta, như vậy cô ta được thích. Thì đứng sau động từ, bị động từ tác động lên thì gọi là túc từ. Thì thế cho her là thế cho một đại từ làm túc từ thì chúng ta phải dùng whom. Như vậy chúng ta thấy câu người ta sẽ viết lại nè, that's a humorous girl, who hoặc whom hoặc that her friends like a lot. Đó là một cô gái mà bạn bè của ta rất thích nha. Rồi tiếp, bản đề liên hệ còn tiếp, chúng ta dùng which hoặc that để thay thế cho một đại từ hoặc một danh từ chỉ vật, làm chủ hoặc làm túc từ đều được. Which thì dễ rồi ha, chủ từ túc từ gì cũng là which hết, không phân biệt như là who, whom trên kia. Thí dụ như I have a strange fish, tôi có một con cá rất kỳ lạ. It has three eyes. Ồ, nó có ba con mắt được. Rồi chúng ta thấy a strange fish với lại chữ x này chính là một đó, đồ vật thì dùng which, thoải mái thôi. I have a strange fish which or that has three eyes. Này, thí dụ nữa, this is the car I wanted to introduce it to you. Đây là chiếc xe hơi tôi muốn giới thiệu nó với bạn. Như vậy nó này với lại chữ xe hơi là một đó, và nó đứng ở vị trí sau động từ là nó là túc từ, mà với đồ vật thì túc từ cũng là which ấy. Như vậy là cũng rất đơn giản. This is the car which hoặc là that I wanted to introduce to you. Nhớ thế cho ít rồi là ít không còn nữa nha. Nhớ rất nhiều bạn quên cái chỗ này nè, làm bài vẫn còn dễ ít nữa là coi như là cũng bị sai rồi, mất điểm rồi đó nha. Và lưu ý nhớ là đại từ liên hệ phải đứng ngay sau cái từ nó thay thế. Ví dụ the car ngay sau từ nó liên hệ ha, the car ha. Strange fish ha. Như như câu mấy câu trên kia hồi nãy là the girl, the woman đó. Đại từ liên hệ phải đứng ngay sau cái từ mà nó liên hệ. Rồi dùng whose trong trường hợp nào? Trong trường hợp sở hữu. Thí dụ I know a man, tôi biết một người đàn ông. His age is the same as yours. Tuổi của ông ta cũng trạng tuổi của bạn đấy. Rồi như vậy chỗ này có cái sở hữu là his age, tuổi của anh ta là tuổi của ông này nè. Như vậy mình thấy có trường hợp sở hữu thì mình sẽ dùng chữ whose. I know a man whose age is the same as yours. Tôi biết một ông mà tuổi của ông ấy thì tương đương với tuổi của bạn đấy. Rồi I came to a village, its soil is good for growing date trees. Tôi đến một ngôi làng mà đất của nó thì rất tốt để trồng cây trà là. Như vậy là ngôi làng này có cái đất, its này là của nó, là của ngôi làng này nè, có cái đất đó, như vậy là sở hữu nè, do đó dùng chữ whose vô. I came to a village whose soil is good for growing date trees. Tiếp tục với mệnh đề liên hệ nữa. Bây giờ chúng ta phân biệt mệnh đề liên hệ xác định, defining relative clauses là gì? Là mệnh đề liên hệ dùng để xác định cho danh từ đi trước, không có nó là không xác định được danh từ đó, là câu sẽ mù mờ, người ta không hiểu nghĩa. Thí dụ như the man who hoặc that gave you a lift is at your house now.
người đàn ông mà đã cho bạn đi nhờ xe đó thì đang ở nhà bạn đấy, bây giờ đang ở nhà bạn đấy. Nếu mà chúng ta không có mệnh đề liên hệ này, nếu mà chúng ta không có mệnh đề người mà cho bạn đi nhờ xe không có mệnh đề liên hệ này, chúng ta thấy người đàn ông đang ở nhà bạn thì người ta không hiểu người đàn ông nào chứ, không hiểu, không biết người đàn ông nào, ủa ông nào tới nhà tôi, không biết. Cho nên cần phải có mệnh đề liên hệ vô. À, cái ông mà cho bạn đi nhờ xe đó chứ không phải ông hàng xóm kế bên, chứ không phải ông là quắc nào, mà rõ ràng là ông đi nhờ xe, cho bạn đi nhờ xe. Như vậy cần nó để xác định danh từ đi trước thì gọi là mệnh đề liên hệ xác định. À, còn ngược lại, mệnh đề liên hệ không xác định, non-defining ready clauses, là mệnh đề mà nó được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy, không dùng để xác định cho danh từ đi trước vì danh từ đó đã được xác định rồi. Có nghĩa là người nói hoặc người viết, chứ không phải là mình nha, không phải là mình người làm bài nha, hay người học nha, mà người nói câu này nè, người viết câu này nè, người ta biết rồi. Thí dụ như this car which is 20 years old is still good. Ồ, xe hơi này mà 20 năm rồi thì vẫn tốt đấy. Khi người ta nói xe hơi này là người ta biết xe hơi nào rồi, người ta chỉ vô, người ta nói, người ta giới thiệu với người khác, ồ xe hơi này là người ta biết xe nào rồi ha. Như vậy là cái mệnh đề này nó không nhằm để xác định nữa, mà người ta biết rồi, nó chỉ bổ sung thêm ý nghĩa thôi. Thì ý nghĩa đây là gì? Ồ, xe này 20 tuổi nữa nha, 20 năm rồi đó nha, mà vẫn còn chạy tốt. Thí dụ nó Miss Helen, who is a nurse, is talking with your mom. Cô Helen, người mà là y tá đấy, thì đang nói chuyện với mẹ bạn đấy. À, khi mà không có mệnh đề này vô, không có mệnh đề who is a nurse, không có mệnh đề này, người ta không biết cô Helen là ai. À, thầy nhắc lại là cái người nói câu này, người viết câu này, ta biết nha, chứ không phải mình nha. Mình thì làm gì mình biết cô Helen nào, đúng không? Cho nên là cái người nói, người viết đó, người ta biết rồi. Thì chúng ta phải để mệnh đề liên hệ trong dấu phẩy nha. Rồi, thí dụ nữa nè, this is my favorite pet, which is a poodle. Ồ, đây là con thú cưng yêu thích của tôi, mà là một con poodle đấy. Chó poodle đó là chó thông minh đó, mà đi bằng hai chân được đó. Rồi, như vậy thì người ta nói đây là con thú cưng yêu quý của tôi. Rồi, người ta nói như thế là người ta biết là người ta nói tới câu nào rồi. Rồi, nha. Thì không cần phải có mệnh đề liên hệ nữa, có mệnh đề liên hệ nữa chỉ là giải thích thêm thôi. À, con thú cưng yêu thích này là con poodle. À, con poodle đó, chứ không phải là con rắn hay con thằn lằn gì vậy cả, mà là con poodle, giải thích thêm nghĩa thôi nha, phân biệt mệnh đề liên hệ xác định và không xác định. Rồi, nói tiếp với mệnh đề liên hệ tiếp tục nữa là chúng ta có trạng từ liên hệ where và when. When thì tương đương với lại as, in, on và which. Thí dụ, he visited his hometown, anh ta đã thăm quê nhà rồi. He lived there in his childhood, anh ta đã sống ở đó trong thời thơ ấu. Rồi, ở đó là ở nơi mà anh ta là cái quê nhà đó đó ha. Như vậy nó là một cái địa điểm, một cái địa điểm thì chúng ta phải dùng where. Chừng nào mà nó là bị động từ tác động lên á, thí dụ như mua báo thì báo là được mua, là túc từ, thì không phải là trạng từ liên hệ được, mà phải dùng which ha. Rồi lái xe, xe được lái cũng là túc từ, nó bị hành động lái tác động lên. Còn này hành động ly đâu có tác động lên chữ đe đâu, anh ta sống nơi đó, sống là động từ, không có túc từ đằng sau ha, mà có cái vị trí. Như vậy là với vị trí thì chúng ta sẽ dùng where, người ta nói lại dùng mệnh đề liên hệ nè. He visited his hometown, khi mà người ta nói quê nhà của anh ta là đã xác định rồi, người ta biết quê nhà nào rồi, thì mình phải dấu phẩy luôn. Rồi chúng ta có thể dùng where hoặc là in which. Thị trấn, quê nhà thì mình dùng cái từ in, như vậy là in which he lived in his childhood, nơi mà anh ta đã sống ở thời thơ ấu. À đó, lúc đó cái chữ này là nơi mà ha. Rồi when thì bằng với as, in, on với which. Thí dụ như cũng tương tự như là where thôi, nhưng mà nó là thời gian thì mình dùng when. Thí dụ câu này, that day was terrible. Ồ, cái ngày hôm đó khủng khiếp lắm. A tornado occurred on that day. Ồ, một cái lốc xoáy đã xảy ra vào ngày hôm đó. À, rất khủng khiếp, lốc xoáy. Mà chúng ta biết rồi, lốc xoáy nó cuốn hết mọi thứ vô. À, có thể là bốc mình đi qua nơi khác luôn. Lốc xoáy rất là nguy hiểm. Rồi, như vậy là vào cái ngày đó, vào cái ngày đó, từ liên hệ với nhau. Thời gian dùng when. Cái ngày hôm đó là người ta biết là ngày nào rồi, xác định rồi. À, có chữ that là xác định rồi, thì phải dấu phẩy luôn. When hoặc là on which a tornado occurred was terrible. Ồ, cái hôm ngày hôm đó đó hả?
lúc mà có một trận lốc xoáy xảy ra đó thì khủng khiếp lắm cái ngày đó. Rồi như vậy thì chúng ta phân biệt where, when với lại which riêng ha, lưu ý nha. Lưu ý về chữ that, về đại từ liên hệ that. That không được dùng sau dấu phẩy trong mệnh đề liên hệ không xác định hoặc sau giới từ. Thí dụ này, nam, người ta nói tới nam là người ta biết là nam là ai rồi, thì không được dùng là that is gì đó, không cần biết nha. Thầy cho ví dụ đơn giản thôi, nam không được nói là that is mà phải nói là nam who is gì đó nha. Rồi nam about that I talk, ồ nam mà tôi đã nói về đấy, có giới từ cũng không được dùng that thôi, phải là nam about whom I talk nha. About whom chứ không được about who luôn nha, không được about who luôn. Mặc dù như hồi nãy thầy đã giới thiệu ở bên phần phía trên rồi đó, là khi viết câu ra với người thì chúng ta có thể dùng who, với người mà làm túc từ chúng ta có thể dùng who hoặc whom đều được hết, không có sao. Nhưng mà ở đây người làm túc từ mà có giới từ thì phải dùng about whom chứ không được about who, như thế. Rồi that phải dùng khi thế cho cả người lẫn vật. Rồi ví dụ the man his car was found, ồ cái ông đó và chiếc xe hơi của ông đã được tìm thấy rồi. The man his car had fallen down to Death Valley, cái ông đó và cái xe hơi của ông đã rơi xuống cái thung lũng chết đó. Rồi như vậy là the man and his car, cả người lẫn vật được thế bằng that. The man his car that had fallen down to Death Valley were found, cái ông đó và cái xe hơi mà đã rớt xuống cái thung lũng chết đó đó thì đã được tìm thấy rồi. À, thế cho cả lượng vật phải dùng đạt nha. Rồi thì và dạng của động từ thì chúng ta lưu ý là cái phần này thì nó không có một cái mà phần kiểm tra cụ thể chia thì, không có cái đó, nhưng chúng ta cần biết để nó áp dụng cho các cái câu mà chúng ta sẽ làm bài liên quan. Này, phần lớn là trắc nghiệm hoặc là chúng ta phải biết để mà làm cái phần word form cũng có thể liên quan tới phần động từ. Khi mà word form mình làm ra động từ đó thì mình phải nhớ coi động từ đó là nó phải chia ở thì hiện tại, đơn là để nguyên, hoặc ngôi ba số ít thêm SES, hoặc là quá khứ là lấy quá khứ của nó ra, bất quy tắc thì lấy một cái chữ khác nó ra, hoặc là hợp quy tắc thì phải biết thêm đi, hoặc như là nó là trong một cái cấu trúc của một cái thị hiện tại hoàn thành thì cái chỗ word form đó mình phải biết lấy là verb in, xin lỗi, verb 3. Còn thì hiện tại tiếp diễn hoặc quá khứ tiếp diễn thì mình phải biết chỗ verb đó là verb in nha. Cái phần này là trong lớp là đã được giảng nhiều rồi, thầy cô nào cũng giảng chúng ta nghe hết. Thì ở đây thầy chỉ cho cái bảng công thức của các thì để chúng ta lưu ý, chúng ta có cách thức diễn ra của hành động gồm có cách thức đơn giản này, tiếp diễn nè, hoàn thành tiếp diễn này. Rồi cái thể thì câu nào nó cũng có thể có chủ động và bị động ha, chủ động bị động này. Chiều thời gian mình có quá khứ, hiện tại, tương lai nè. Rồi mình cứ giao giữa trục tung với trục hành thì mình sẽ ra cái thì thôi. Thí dụ đây là simple với past thì là past simple hoặc simple past gì cũng được, đọc từ ngược đọc xuôi cũng được, là quá khứ đơn. Thì chủ động là mình lấy động từ thôi nha. Còn cái chủ từ thì câu nào cũng phải có chủ từ rồi. Động từ thôi là động từ ở verb 2 hoặc là verb ed, có nghĩa là động từ hợp quy tắc á ha. Và verb 2 là quá khứ bất quy tắc á. Là chủ động thì là verb 2 ed. Còn bị động thì mình sẽ lấy be ở quá khứ là was, were, còn verb 3. Tương tự như vậy cho các cái công thức còn lại ha. Mình phải học thuộc công thức để mình xác định cái câu ở trong câu, cái thì trong câu nó là thì gì. À, cái này quan trọng lắm, nó có nhiều cái liên quan nha. Rồi. Chúng ta phải coi công thức thì, ngoài ra còn phải học cái cách dùng nữa. À, thì hiện tại đơn dùng để làm gì? Diễn tả những sự việc thường xuyên xảy ra, những sự việc thuộc về chân lý hoặc là những sự thật không đổi thì phải dùng hiện tại đơn. Phải lưu ý những cái đó. Quá khứ đơn diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc luôn trong quá khứ. À, rồi chúng ta phải nhớ những cái thì, các công thức thì nha. Dạng của động từ thì chúng ta nhớ là nó có bốn dạng là verb nguyên mẫu, verb có to hoặc verb in hoặc verb past participle mà chúng ta gọi là verb 3, nó có bốn dạng như thế. Thì nó rất là bao la, nó rất là nhiều. Thì trong khuôn khổ của thi cuối kỳ 2 năm nay thì khoanh lại chúng ta chỉ có một số cấu trúc như sau thôi. Chúng ta nhớ học để mà ra mà có gặp nó thì biết làm bài.
nha. Has somebody hoặc là someone do something. Do là chính là verb đó, ha, động từ chính của người ta. Người ta trong cái cấu trúc câu người ta thường dùng do, they, did, chứ ít khi nào mà người ta dùng verb, to verb như là Việt Nam mình lắm. Chúng ta dở từ điển là chúng ta học gì, chúng ta sẽ thấy cấu trúc của nó phần lớn là do, they, did, chứ không có phải là verb, to verb, verb in, không có nha. Chúng ta phải nên học theo từ điển. Thầy bổ sung thêm để chúng ta hiểu, Việt Nam mình còn giải theo cách này nè, dần dần bỏ đi nha. Has someone do something là nhờ ai làm gì đó, thì động từ ở đây phải biểu mẫu nha. Rồi cấu trúc bị động của nó là has something done, đưa something xuống, đưa vật xuống, thì phải dùng verb 3, done là verb 3 đó nha, verb 3. Để vật được làm bởi ai đó nha, cái này là nhờ ai làm gì đó, thì để cái gì đó được làm bởi ai đó. Rồi động từ get, ask, tell, request someone to do something. Yêu cầu, sai khiến, giờ bảo gì cũng được. Ai đó làm gì thì nhớ dùng to verb. Suggest doing something. Đề nghị làm cái gì đó. Suggest không thì dùng verb in. Yeah. Suggest có that cũng được, không có that được. Có should cũng được, không có should cũng được. Suggest someone do something. Nhớ suggest someone do something. Verb chỗ này nguyên mẫu nha. Cho nên nếu mà phủ định của nó thì thêm not vô thôi. Suggest someone not do something. Ở trên đây cũng vậy. Suggest not doing. Nha. Phủ định của verb in là cứ thêm not vô. Phủ định của to của verb nguyên mẫu là thêm not vô. Phủ định của to verb là thêm not vô. Not to do. Vậy thôi. Nha. Rồi. Sau đó mình cần phải nhớ là giới từ. Sau giới từ mà có verb thì verb đó phải là in. Thì đó là một là những cái dạng động từ sẽ kiểm tra trong bài kiểm tra học kỳ 2 lần này của chúng ta. Cuối cùng đó là mệnh đề và cụm từ. Thì cái phần này là nhiều bạn lấn cấn lắm, không có biết, do bởi gì chúng ta không có học cụ thể kỹ càng ngay từ đầu mệnh đề là gì, cụm từ là gì, cho nên tới bây giờ này là nhiều bạn không phân biệt được. Thì bây giờ hôm nay nghe lại. Mệnh đề là một cụm từ, một nhóm từ có chủ từ và động từ chia thì. Hồi nãy mình có cái bảng động từ chia thì thầy đã chỉ phía trên đó, nhìn vô mà thấy có cấu trúc của một cái thì đó là mệnh đề. Chỗ này toàn là mệnh đề không, bởi vì nó chưa có thành câu. Mệnh đề chỉ cần là chủ từ với động từ chỉ thị thôi, chưa cần hết câu thì nó là mệnh đề rồi ha. Mà mệnh đề hoàn chỉnh thì nó sẽ là câu. Rồi, thí dụ như is gì đó, chỉ cần thấy có chủ từ, thấy is chi hiện tại đơn. Mệnh đề, đây là mệnh đề. Nam could and mom có thể chơi chơi cái gì đó. Có model could, có động từ biệt mẫu play. Quá khứ, như vậy đây là model could ở quá khứ, thì quá khứ được ha. Mệnh đề nè, chủ từ nam nè, động từ could play nè, quá khứ được, diễn tả một cái khả năng. You has prepared gì đó ha, có has, có verb 3, đây là thì hiện tại hoàn thành, công thức hiện tại hoàn thành. Thấy có chủ từ, thấy có động từ chia thì đó là mệnh đề. Rồi, cụm từ cũng là nhóm từ nhưng không có động từ chia thì. Thí dụ như he's learning English, cái việc học tiếng Anh của anh ta, being caught in, bị bắt vào trong cái gì đó, heavy traffic jam, một vụ kẹt xe thật là nghiêm trọng. Thật là nặng nề, là thật là nghiêm trọng á, thì nó không có động từ chia thì ha. Thì đó là cụm từ. Muốn biết động từ chia thì không thì phải học cái bảng động từ chia động từ hồi nãy thầy chỉ. Nó không có công thức của thầy thì đó là không phải thì đó là cụm từ thôi chứ không phải là mệnh đề nha. Tại sao nè, chúng ta cần phân biệt mệnh đề và cụm từ để dùng cho đúng cách về câu có chữ because of, though, although, even though, despite, in spite of. Because, though, although, even though thì dùng với mệnh đề. Because of, in spite of hoặc là despite thì dùng với phrase. Rồi, thí dụ nha. I was late because I got up late. Tôi trễ bởi vì tôi dậy muộn. Because dùng mệnh đề. Có chủ từ là ai, động từ chia thì là got up. Đây là mệnh đề. Rồi, đổi từ mệnh đề sang cụm từ là đổi because sang because of. Rất dễ, rất đơn giản. Chúng ta làm cho nó dễ để kiếm điểm nha. Là tất cả chúng ta dùng verb in hết đi cho nó dễ, vùng verb in cho dễ. Như vậy thí dụ ở đây, I was late because of, rồi hai chủ từ giống nhau thấy không, dùng verb in. Nhớ lấy động từ chính ở nguyên mẫu mới thêm in. Nhiều động từ chính là got, lấy nguyên mẫu là get, thêm in getting. Có tính từ sở hữu may vô hay không có may đều được hết, không có quan trọng. Tôi đã trễ bởi vì sự dậy trễ của tôi. Có thể dùng là my getting up late. Đó, dùng verb in ra. Thêm
tính từ số may cũng được, không có cũng được. Nếu mà ai giỏi có thể dùng dạng work form, có nghĩa là late, có danh từ là lateness. Tôi đã trễ bởi vì tôi trễ bởi vì cái sự dậy trễ của tôi. Cái chỗ này thiếu. My lateness of getting up. Bỏ cái này đi nha. Thầy lâu. Có nghĩa là thầy muốn cho chúng ta biết là lateness cũng có là một danh từ nữa đó. My lateness, sự trễ nải của tôi, sự dậy muộn của tôi cũng được nha. Rồi. His friends weren't angry though he didn't arrive on time. Bạn của anh ta không có nổi giận cho dù anh ta đã đến không đúng giờ. Không đến đúng giờ. Rồi. Thì thấy nè, hai chủ từ này không giống nhau nè. His friend với he không giống nhau. Nhưng vẫn dùng với mấy được, không sao hết. Rồi, mình dùng như thế nào? Chỗ này viết bình thường. His friends weren't angry despite. Rồi, lấy tính từ sở hữu ra. Chỗ này phải có tính từ sở hữu. Bởi vì hai chủ từ không giống nhau, không thể nào bỏ chủ từ được, bỏ cái tính sở hữu đi được. Ở trên đây hai chủ từ giống nhau, ai giống nhau, cho nên mình có hay không có mai đều được. Nhưng mà dưới đây không được, phải lấy tính từ sở hữu ra là his. Nhớ đại từ thì lấy ra tính từ sở hữu là his nha. Rồi phủ định thì thêm not vô, verb in nha. Despite his not arriving on time, cho dù cái sự đến không đúng giờ của nó. Rồi cái này là bạn nào giỏi thì có thể dùng dạng work form là cái này rõ hơn ở phía trên nè. His cũng là tính từ sở hữu ha. Rồi không đến đúng giờ có là đến trễ đúng không, cho nên dùng chữ late. Rồi lấy work form danh từ của động từ arrive là arrival ra. Như vậy despite his late arrival cũng được. Như vậy chúng ta thấy cách ở dưới thì phải thuộc work form, cách ở trên thì dễ hơn, chỉ cần dùng verb in thôi, cứ dùng verb in hết nha. Thí dụ tiếp, although ba was naughty, his parents loved him. Cho dù ba có hư cách nào đi nữa thì cha mẹ hắn vẫn yêu hắn. In spite of, thế cho although, nhưng sau đó phải dùng cụm từ. Thứ nhất, hai chủ từ không giống nhau luôn, ba với lại his parents không giống nhau luôn. Như vậy thì lấy lại chủ từ ba ở đây, động từ lấy ra verb in, was, nguyên mẫu là be, thêm in vô. In spite of ba being naughty, đằng sau về để nguyên his parents loved him nha. Hoặc chúng ta dùng ba's là của ba cũng được, dùng sở hữu cách cũng được, không sai. Hoặc dùng theo dạng work form là ba's naughtiness, sự hư đốn của ba cũng được luôn nha. Rồi đó là cái cách mà đổi từ mệnh đề sang cụm từ hoặc ngược lại đó. Hay chúng ta cứ dùng verb in cho này để cho nó dễ để kiểm điểm nha. Rồi rồi thầy đã hệ thống hóa lại các cái điểm ngữ pháp cần ôn tập cho chúng ta. Cố gắng xem đi xem lại video này nhiều lần nha, để mà hiểu rõ bài hơn. Cố gắng làm bài tốt, chuẩn bị tinh thần để chúng ta đi vào một cái trận đánh lớn cuối cùng, đó là thi tuyển sinh 10 nha. Bye bye, good luck.